Koikyo. Ông nhìn thấy cảm to cái chúng ta can tiếp thì sẵn là cả lực tàng hay là cái gì đi ông nhìn thấy tôi dặn là ca mình to sẽ đập sẽ thấy cầm sẽ xây sầm háo hay để nâng suốt đến đầu đời cầm mình vì cà phê cái đây vận tải mình đào vị cà chun từ cầm mình vì cà phê cái đấy ông nhìn đào vị cà chun từ tôi chỉ cầm trong mặt là vén để luôn mình mầm nòng trong tăng tầm nuôi mùi cà phê tầm nuôi cho buộc sẽ xây được gì là sống trên luôn chỉ cầm Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur Sim Hao. Voilà, je suis juge. Je pense que vous cherchez où je suis. Voilà, je suis en face de vous. Voilà. Bien. J'aurais très peu de questions à vous poser, mais j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous avez fait entre le moment où vous êtes arrivé à la ville de Phnom Penh, après le 17 avril 1975. J'ai l'impression qu'il y a un écho qui est assez pénible. Je ne sais pas si on peut résoudre le problème, mais... Je pense que c'est un peu compliqué pour entendre, je ne sais pas. Voilà, je vous demandais, monsieur, si vous pouviez me dire... Si vous pouviez me dire exactement ce que vous avez fait entre le moment où vous êtes revenu à Phnom Penh après le 17 avril 1975 et le moment où vous êtes reparti pour Kampong Som. Vous avez expliqué que vous avez été à kilomètre 6 et que vous étiez à Cheng Sham Rai. Est-ce que vous avez été dans... d'autres endroits. តើលោកមានតើធ្វើការនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេមុននឹងទៅកំពង់សោមនោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបន្ថែមក្រោយរំដោះហើយថាអំពើមករាក្រោយមករំដោះទីក្រុងអររំដោះទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ75នេះក្រោយមក តែចេញពីកលោលេខ6នោះມັນទាន់ធ្វើជាកម្មកកនៅឡើយទេគ្រាន់តែពីបញ្ចូលមកនៅកន្លែងផ្សារចាស់យើងដើម្បីរំសាយពីជួរកងទ័ពហើយជារយៈពេលកន្លះខែចឹងបាទនៅរំជួរចង្វាននេះឯងរួចហើយបានគេរៀបចំកម្លាំងនោះបញ្ជូនចេញទៅនៅកំពង់សោម Vous avez hier déclaré qu'il y avait une personne qui était en charge du port de Kampong Som et qui avait aussi des responsabilités au sein du ministère du Commerce. Et vous avez dit que cette personne s'appelait Ta Nhiem. Est-ce que vous vous souvenez de Ta Nhiem ? Et avant que vous ne partiez à Kampong Som, est-ce que vous savez si Ta Nhiem avait des responsabilités dans
Et éventuellement, de quoi s'occupait-il quand il était à Phnom Penh? Est-ce que tous les ouvriers des entrepôts venaient de divisions qui étaient elles-mêmes placées sous l'autorité de la zone nord? Et est-ce que Thanyem faisait partie d'une division qui venait de la zone nord? Est-ce que vous savez quand Thanyem a été arrêté et éventuellement pour quelle raison? Et est-ce que vous avez entendu dire que Thanyem avait été limogé parce qu'il faisait partie du réseau des prêtres de Koy Thoun? Vous avez parlé également de Chi, qui était le secrétaire de Thanyem. Et vous avez parlé hier de son arrestation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons, selon vous, Chi a été arrêté? ជានិយាយសារបោះតញ៉ែមព្រោះតញ៉ែមនេះគេបានចាប់បាត់ហើយហើយដូច្នេះដល់បន្តមកទីនឯងនៅអាឋានិយាសារនេះគេត្រូវដកចេញចាប់ចេញទៅបាទ
Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour ces réponses. Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, monsieur le Président. បាទអរគុណរដ្ឋបតីនេះអមរដ្ឋវិទ្យាជនទៅក្រមវិទ្យាពិក្ដីលោកខឿនសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សៃរូបនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គសាមណការសូមគោរពលោកស្រីចក្រមសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សី ខ្ញុំឈ្មោះគង់សំអន់ជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនហើយតទៅនឹងឯកសារIS 1031 -31 ត្រង់ទំព័រដំបងគេគឺមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 000 -00 -51 -63 -6 -31 -41 -41 ហើយអត់មានជាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីការកំណត់នៅការបរិច្ឆេទនៃពេលវេលាដែលលោកធ្វើការនីមួយៗនេះ តើលោកបញ្ជាក់តាមភាពជាក់ស្ដែងឬមួយក៏ជាការស្មានការវាតម្លៃស្មានមិនមែនជាពេលវេលាជាក់ស្ដែងទេដែលលោកបានផ្លាស់ប្ដូរការងារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះពីដំបូងពីថ្ងៃទី 15 ខែ 6 ឆ្នាំ 72ហើយលើកទី2ថ្ងៃទី3ខែ 2 ឆ្នាំ 72ហើយលើកទី3មានថ្ងៃទី3 សំទោសខែ3ឆ្នាំ 73ឃើញដាក់លេខ3អញ្ចឹងជួទី2បន្ទាប់អញ្ចឹងអាចឆ្លើយជាខែ3ព្រោះអត់មានថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ 76ទី6ថ្ងៃទី15ខែ6 ឆ្នាំ 75 ហើយទី 7 ថ្ងៃទី 17 ខែ 3 77 ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី 28 ខែ 5 77 ចឹងខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើការកំណត់ពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលលោកចាំជាក់ស្ដែងឬមួយក៏ជាការដាក់តាមការស្មានរបស់លោកទេសូមលោកជួយបញ្ជាក់សូមអធិស្ឋានលោកប្រធានមុននឹងសាកសួរឆ្លើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ប្រហែលជាឯកការបកប្រែជាភាសាបារាំងពំបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណឯកសារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីគឺលេខ IS 19.1 -77 បាទសូមអញ្ជើញលោកសាក់សីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសាការដែលបានកំណត់ទៅតាមពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺ តាមការចាំរបស់យើងខ្ញុំដែលត្រូវធ្វើការចាក់ចេញនិងការដែលបានធ្វើកន្លងទៅនោះគឺអាចចាំតាមគូលៗត្រូវបានកត់ត្រានឹងចំណាំទុកថាចាប់ពីក្រោយរំដោះឆ្នាំ 75 រួចទៅត្រឡប់ទៅនៅឯថាកំពុងសោមអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនោះគឺយើងខ្ញុំចាំដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដបាទ ហើយត្រឡប់មកវិញក៏អាចចាំបាននេះថាទៅនៅក្នុងមួយរយៈទៅបានមួយឆ្នាំគឺត្រូវវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងជាបន្តទៅនៅកន្លែងនេះមួយមួយគឺតាមចំណុចនិចដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមក៏ពិតមែនចា៎បាទសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់រួចមកហើយដែរក្នុងពេលសកម្មភាពកន្លងមកទាក់ទងទៅនឹង ពេលវេលាមួយដែលលោកបានទៅធ្វើជាកម្មករនៅកំពង់សោមហើយនៅពេលនោះលោកបានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមរយៈយន្តហោះហើយលោកបានឆ្លងកាត់
ឆ្លើយបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះថាជាយន្តហោះអាមេរិកកាំងតែលោកចាំបាននៅសន្តរនៅស្ការថ្លែងផ្ដោសេចក្ដីកម្មរបស់លោកថាអញ្ចឹងទេបាទក្រុមគឺខ្ញុំចាំបានប្រកាសព្រោះវាជាក់ស្ដែងទៅដល់មិនទាន់បានចាប់ដើមធ្វើការទេរយៈពេលប្រហែលជា4 10ថ្ងៃជាងចេះដែលចុះទៅពីភ្នំពេញទៅដល់ទីក្រុងកំពង់សោមនោះឯងគេថាយន្តហោះនោះបានទៅលាក់ញ៉ៃមែនដល់ពេលទៅធ្វើការឃើញហេតុផលដែលវាធ្លាក់នោះគឺមិនចំកប៉ាល់នោះទេគឺចំកន្លែងឃ្លាំងសម្រាប់ស្ទុកអីវ៉ាន់នៅមាត់សមុទ្រនេះដែរបាទបាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការបរិច្ឆេទដែលលោកបានកំណត់នៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកនេះតើចំណុចមួយណាដែលលោកបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងដែលលោកទៅធ្វើការនៅកំពង់ផែកំពង់សោមនោះពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកតាមការកំណត់នេះគឺតំណងជានៅឆ្នាំ1975ដែលលោកទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមប៉ុន្តែការកំណត់ជាក់ស្ដែងគឺអត់មានឃើញដាក់ថាជាកំពង់សោមទេគឺមានដាក់ថាកម្មកកសប្រហែលជាក្រសួងហើយខាងក្រោយមកដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មផ្នែកកសហើយថ្ងៃខែដែលលោកទៅចូលធ្វើការនៅទីនោះថ្ងៃទី15ខែ5 75តើនេះជាការបរិច្ឆេទដែលលោកទៅកំពង់សោមនោះមែនទេបានសូមអរគុណសូមជម្រាបជាបន្ថែមកិច្ចការដែលពុំបានដាក់នោះគឺតែជាការខ្វះចំណុចខ្លះដែលមិនបានពេញគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក៏ពិតមែនតែក្នុងការងារគឺបានធ្វើជាកម្មករនៅកំពង់សោមពិតប្រាកដដូចបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបជាមែនបាទសូមលោកបញ្ជាក់ថាតើជាថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ75នោះមែនទេដែលជាថ្ងៃលោកទៅកំពង់សោមទៅធ្វើជាកម្មករនៅកំពង់សោមបាទពិតជាថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ75មែនបាទអំបញ្ញមិញលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅដល់ប្រហែលជា10ថ្ងៃគឺមិនទាន់បានធ្វើការអីស្របួលផងហើយក៏មានយន្តហោះមកទម្លាក់ក្របត្រូវឃ្លាំងនៅកំពង់ផែនោះអញ្ចឹងមានន័យថាការទម្លាក់ក្របបែកពីលើយន្តហោះនោះស្ថិតនៅក្នុងចុងខែ5ឆ្នាំ1975តើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទបាទនេះត្រឹមត្រូវគឺទៅដល់មិនទាន់បានធ្វើការទេដូចជាបានរៀបរាប់ខាងដើមយ៉ាងគឺថាបានយកពីប្រហែល4 10ថ្ងៃកន្លងកែដល់ខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃពិតក្នុងពេលនោះគឺមានយន្តហោះទៅលើយ៉ាងមែនបាទព្រោះហេតុការនោះពិតជាក់ស្ដែងបាទសូមអរគុណតើការទម្លាក់ក្របបែកពីលើយន្តហោះនេះលោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដែរទេនៅពេលនោះបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគេថាយន្តហោះបានកលឹងឆ្វែលគឺនៅចម្ងាយពីក្លឹងលើទៅទៅកន្លែងកំពង់ផែចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រអាចអើទៅវាលអញ្ចេះមើលទៅឃើញបាទហើយលឺសូរដល់ពេលទៅធ្វើការបានឃើញហេតុផលដែលកន្លែងទៅលើនេះវាអាចធ្លាយអាកន្លែងក្លឹងសម្រាប់ទុកឲ្យបានបាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើលោកបានឃើញយន្តហោះនោះពេលដែលហោះមកទម្លាក់ក្របបែកទេហើយឮសូរសំឡេងសន្ធឹករបស់យន្តហោះនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទឮសូរហើយឃើញរូបភាពយន្តហោះពិតមែនបាទបាទសូមអរគុណមានយន្តហោះប្រមាណគ្រឿងដែរលោកយន្តហោះតែមួយគ្រឿងទេបាទ
Look, scroll at that sign, you haunted, touchy about paid, you know, I died there. Munskull there, touchy and beer. Taken that ban coon, tie you know, no coo. Turn up a lenny, damn, the beam there. The little girl by damn a croon, the unmanned child. Bassamokun. Look, I'm a chair with high, I'll be big and long time and mean woman do recruit not dollar you give a day. Gopon tie, Kim Chong soup and time tie, crowd be mean cut and let crop high. The look band chole to dull tea can line dial chicken line, clear crop by the top day. Cry more guitar, Kalain, the Yonha band, from Lurk of White High, when I took Plium Day, some Jim River Sanchez guitar. Hi, Majam, Jan Theatre, Jerk Pill, Udal band, the Alkamakorn, it with a duck some breaking, swing, and call away the chain pee, Kapal, no more, Yomanak Clung Luther band, Kun Yurupip, no picture, Sanchez, man, there. Trong miền bảy hà cơ thạ, giang mà như mấy mình tuần miền đây, ăn miền đây, mà khôi tài khương mà nói. Lúc ấy bên chợ, pì sát than ở phía đại lục ban khơi cả khôi khát, nó về đại lục chính tân ở ban thế. Và cả khôi khát nó cứ khi ông xong bên chợ và thay mọi bàn cho bác, thà khnông pì đây từ lệ nó. อันนี้ยิงเข้ามันดังที่ไปจะกลุ่มน้องปรองดาเอาจอมกับปลาได้ตกไปวันมันเตือนมาได้ช่วงนี้ที่ปนแต่เกลือนู้นไปไอ้คลาวม้อไปวันนี้จิตไปจงไงปีมัดสมมติโมนึงเคลื่อนนู้นไปเจือบเนี่ยได้ไปยืนจงไงมารอยไม่เนี่ยย้ายไปไอ้จอมเคลื่อนนู้นไอ้ได้ท้อมะทุ่มโฮมเนี่ยเกลือใบได้ท้อมเนี่ยให้อากาศมันเบลตีรุตุว่าสอดได้เนาะว่าเคลียร์ออก บ่าสมอคุณไอ้กลายปีกาตำเลกรอบใบนี้มีนข้างกรรมมาปีบาลหรือก่อนเนี่ยกรุบกรงในตีกันหลายนู่นหาไปจุ่มดำใบพัดดอลปอดำเบียนดำปีปัญหาเด็กการล้านนี่เต้บ่าอันเจ้าเขียงมันบาน กรรมาบาลนาธนาลือหรือก็ขางเก่าหายเตอร์ไปจุ่มปรับแพทย์พอจำไม่คืออดดังเถอะโดยยืนเชื่อกรรมกรสัตว์ทานคือดอกปีตำนาคาถือกาเกตตาไปเรื่องดอกมาองค์กลางนี้คือตะเฟือแต่สำหรับเนื้อทมขางลือคือดังกี่ปรับเนี่ยไปจุ่มยามไม่คืออันนั้นเชื่อเรื่องอะไรขยมอดบางดังเถอะ บ่าสมอคุณแล้วชมส้มตลอดตอนนี้ยัยอัมพีเปิลมุ้ยได้โลกบางเคยลุกขี้สมพรหมอกกันเคลียงมุ้ยในวัดตูลตุ่มปุงลุกจำปีจำนวนนี้ได้โลกบางจำเรียบจุนอังสามนาการกันล้อมเอาเต้ มาสมกุลสมเจ้าไทยคือเขียนบานคืนเติมเหม็นโปรปีนุคือทากรรมกอค้างสมรสสมรังอนุพอลและตรึงทาวิชชอบหนึ่งเจนตือสมรับเป็นเจนตะกราวที่เจียสันได้เจียไว้เซนเซนุลูกคือสมพรนี้บานฟื้นมาดาวตามดองเพลิงจะเกิดในบานปราบโดยเขียนบานเชจูนกาปีมสลมันยูร้อย กัดอดบานในอุสมในสมนาอยู่เด็กกับปราบทากรรมกรต้องอ้อคมปรังแปลงทุกกาสำหรับตังอาสาอนุพอลต้องอ้อนี้โปรเจนต์ตะกราบตีแต่พนักไอ้เป็ดเหม็นบ่าสมอคุณลูกสกอลลูกคือสมพรเตปีมุนเป็นเดลูกจูบหนึ่ง
ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេទើបតែឃើញពេលនោះឯងព្រោះអីមុននឹងដែលគាត់បានទៅពិនិត្យមើលផលិតផលដើមមកឈូតនិយាយទៅដោយការប្រជុំដូចខ្ញុំបានរាយរ៉ាប់ជំរាបជូនហេតុផលដល់អង្គជំនុំជម្រះពីម្សិលមិញហើយថាលោកបណ្ឌិតដែលជាប្រធានក្រសួងនោះបានជំរាបថាស្អែកនេះកម្មកតទាំងអស់ត្រូវ ប្រាំប្រែងធ្វើការឲ្យបានស្អាតស្អាតព្រោះឯតាលោកខៀវសំផនលោកចុះមកត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់អានេះអាចដឹងតាមរយៈនោះឯងបាទបានស្គាល់បាទសមអគុណចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញលោកមិនដែលបានស្គាល់លោកខៀវសំផនពីមុនមកទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមុនមួយថ្ងៃលោកវ៉ាន់រិទ្ធបានជម្រាបលោកអំពី ការមកទស្សនកិច្ចរបស់លោកខៀវសំផនតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវពិតមែនយ៉ាងបាទសមអគុណលោកចាំពីស្ថានភាពរូបរាងរបស់លោកខៀវសំផននៅពេលនោះទេ មកចាំតាមមើលទៅគាត់មិនជាអ្នកថត់ធំដូចគេទេស្គមស្ដើងដែរបាទរៀងគាត់បាទសូមអរគុណគាត់ស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចចាំបានទេ ກະຊິເພຍຄືຈະឯងສັນຖານຄມາຍຍັງໃດບາດດາຕາຈະອ້າວທົມໂດຍອ້າວຂອງລູກກະປົງຕະເປຍນັ້ນສົມລູກບັນຈະສາຖໄມມາກະເພຍອ້າວທົມຍັງໂດຍຂ້ອຍເພຍຍັງໃດບາດດາຈັ່ງໃດ បាទសូមអរគុណចុះខោស្បែកជើងក្បាលមីក្រូហ្វូនមិនទាន់ប្រវត្តិការទេឆ្លើយសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ ខោស្លៀកធម្មតាប៉ុនខ្ញុំអត់បានចាំពិនិត្យអស់ទេរឿងស្បែកជើងបានជាពិនិត្យដែរមិនដឹងជាគាត់ពាក់ស្បែកជើងយ៉ាងម៉េចភ្លេចអស់កាលនោះបាទសូមអរគុណគាត់មានពាក់វ៉ែនតាទេពេលហ្នឹងមិនចាំដែរប៉ុនដូចជាមិនឃើញពាក់ទេវ៉ែនតា បាទសូមអរគុណលោកធ្លាប់ឮឈ្មោះលោកខៀវសំផនពីមុនមកទេជាពិសេសមុនពេលដែលលោកបានជួបគាត់នៅទួលតពូងហ្នឹងបាទក្នុងនោះខ្ញុំធ្លាប់ឮទៅតាមរយៈដែលប្រជុំក្នុងមួយខែដែលសម្រាប់៣ដងដល់ថ្ងៃប្រជុំម្ដងគឺបានលើកដោយបានជម្រាបប្រសាស ពីម្សិលមិញយ៉ាងបាទតាមដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងប្រមាណរូបនោះដោយលោកវ៉ាន់វ៉ាន់រិទ្ធដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនគរបាលប្រទេសនេះបានប្រាប់ហេតុផលកម្មកតទាំងអស់បានស្គាល់បានដឹងអឺសូមទោសខ្ញុំស្ដាប់លោកអត់បានលោកនិយាយថាលោកបានខ្ញុំពោលសំណួរខ្ញុំខ្ញុំសួរថាតើលោកបានស្គាល់លោកខៀវសំផនស្គាល់ឈ្មោះលោកខៀវសំផនពីមុនមកទេ បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេមិញលោកនិយាយពីរឿងប្រជុំដែលលោកវ៉ាន់រិទ្ធបានប្រាប់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកស្គាល់លោកខៀវសំផនពីមុនអាចថាពីមុនឆ្នាំ 1975 តើលោកធ្លាប់បានស្គាល់ទេឬធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ទេបាទសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់បន្ថែម
ມັນស្គាល់តែក្រឹមតែឮឈ្មោះខៀវសំផនឮយូរហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកដឹងថាលោកខៀវសំផនមានឋានៈអីតួនាទីអីដែរក្នុងពេលមុនចិត្តសប្រាំមុនឆ្នាំ1975ពេលដែលលោកឮនោះ បាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍ថែមគឺថាចំនួននោះគឺມັນចាំបាច់តែរូបខ្ញុំទេសម្រាប់ប្រជាជនក៏គេអាចឮថាឈ្មោះលោកខេសំផនហ៊ូនឹងមួយយន់ដែរបាទយូរហើយមិនដឹងជាទទួលណៃមុខងារមិនខ្មិចគឺអត់ដឹងទេនេះដឹងតែពីថាឮឈ្មោះគឺឮយូរតាំងមុនឆ្នាំចិត្តប្រាំក៏ឮដែរតែមិនដែរឃើញទេបាទសូមអរគុណ លោកមានដែលធ្លាប់ឮពាក្យថារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែរទេក្រុងពាក្យថាក្រុងអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងមកជាស្រ័យស្ដាប់អត់បានអត់ច្បាស់ខ្ញុំសួរថាលោកដែលឮ ពាក្យថារាជរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែរឬទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះជាភាសាកាត់អក្សរកាត់នោះគេហៅថាហ្វុងក្រុងបាទខ្ញុំចាំមិនបានអស់ទេបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកដែលឮ ពាក្យថារណសិរ្សរួមជាតិដែរទេរណសិរ្សរួមជាតិគឺបានលើកទៅតាមការប្រជុំលើកដែរបាទដែរប្រាប់ហ្មងបាទសូមអរគុណលោកលើកពីពេលណាដែរ បាទលឺពេលដែលធ្វើកម្មកនេះនៅឯក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅម្ដុំទូលតពូងបាទដែលលោកបានរិទ្ធលោកបាននិយាយប្រាប់បាទក្នុងចុងឆ្នាំនេះ79នេះបាទលោកលឺដំបូងនៅឆ្នាំណាឆ្នាំ 70ចុងឆ្នាំ79ឬមួយក៏លឺនៅពេលណាលោកសុំលោកបញ្ជាសារជាថ្មីលឺក្នុងឆ្នាំ79នេះអីបាទសុំបញ្ជាក់ញ៉េបាទដើមឆ្នាំមិនចុងដើមឆ្នាំ79ហ្នឹងពេលណាដែរខែណាដែរលោកអាចបញ្ជាបានទេ បាទសូមលោកជួយឆ្លើយលោកលឺពីពាក្យថារណសិរ្សរួមជាតិនឹងនៅខែណានៅក្នុងឆ្នាំ 79 នោះខ្ញុំមិនបានចាំខែទេមិនដឹងជាខែ1ឬខែ2ក្នុងដើមឆ្នាំ 79 ដែរបាទចាំបានអស់ លោកចាំបានថាអ្នកណាអ្នកនិយាយប្រាប់លោកពីរឿងរណសិរ្សរួមជាតិនេះទេ ចាំតាមរយៈការប្រជុំក្នុងថ្ងៃ 10 ថ្ងៃ 20 ក្នុងខែ 3 ដងដែលតាមលោកវត្តនិតណែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តមក ចឹងបានន័យថាលោកដឹងតាមរយៈលោកវ៉ាន់រិទ្ធតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ
trâm trâu bà. Lúc xóa lúc văn rất đồng bốn nữ ngày khai cho năm nào đấy. Khi mà bạn chạm còn là tăng bì bằng dưới tới năm chất sầm bờ á đại cực tổ tù lùm này nữa. Còn mình đang khai là đấy đấy. Bà sẽ mở cuốn lúc miên đằng rước ở lọp lưu chú mùa lúc văn rớt môn chân năm còn mùa chất sầm bờ đá thế. Và mình đã lưu đã một năm cho sống phở ớt đã lưu một quan rất này. Tôi tu một nghề dạng mà nó ớt đằng đấy. Từ tại khơi những đằng thả ngày trời mô cứ cất mô cắn càng như một đồng này khang phần này chứ cầm. Bà sư mô cún. Lúc bán chơi bình chạy môn đi bằng tách thà lúc quan rất trên hẹp chung prap lúc អំពីរណសេរុករួមជាតិនៅក្នុងដើមឆ្នាំ76ខ្ញុំចង់សួរលោកថាដោយតាមរយៈប្រវត្តិរូបរបស់លោកដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនលោកមុននោះលោកបានចូលធ្វើយោធាតាំងពីថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ72 2672 ខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងឆ្នាំ1671រយចិត្ត1671ចិត្តសពីតើលោកធ្លាប់លឺពាក្យថារណសិរ្សរួមជាតិនោះទេនៅពេលដែលលោកចូលដើមចូលធ្វើយោធាបាទត្រង់ខ្ញុំចំណុចនេះគឺយើងខ្ញុំមិនបានចាំទេតែគ្រាន់តែចាំបានថា គេប្រមូលកម្លាំងយុវជនដើម្បីធ្វើកងទ័ពបៃលុនឡោណាបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់មកនិយាយពីរឿងទីកន្លែងនៅទួលទំពូងវត្តទួលទំពូងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកឃើញលោកខៀវសំផនដើរមកហើយបាននិយាយ ជាមួយកម្មកបពីវិមាត់ថាឲ្យខំធ្វើការជាដើមហើយក៏ដើរហួសទៅសូមលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកណាខ្លះដើរជាមួយគាត់នៅពេលហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរតាមគឺមិនមានគ្នាច្រើនទេគឺមានតែលោកវ៉ាន់រិតបន្ទាប់ ក្រោយ មក ត មក ទៀត គឺ ថា សម័យ នោះ គេ ហៅ ថា គេ ហៅ ថា នីយ សា អម ដំណើរ គឺ មាន 2 នាក់ 3 នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ឯង បន្ត ពី ក្រោយ មក ដល់ ដាច់ ដាច់ ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ នេះ បាទ សូម អរគុណ អ្នក ណា គេ ជា នីយ សា ហ្នឹង ជា នីយ សា របស់ អ្នក ណា លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ mà sau một cuốn phim mình xưa đấy và sau một lần thà thà đặt nằm thầm cứ học xưa đấy cứ đằng thà ao chặt đa bị cáo cứ có chuyện như là xá rồi bọn nó thầm như tụi nó mà chân khi ông sập sầm đây rồi bọn lục lăng vĩnh khi ông dạy trời tế thà nhà đã đa chỉ môi lục khi sầm phong được bên núi miền lục khiêu sầm phón lục văn rất hai đường miền nhẹ sinh pi nhẹ rư cả bay nhẹ tiệt tam mà bay đời lục miền sao bánh bánh này bàn trầm trời pel លោកឆ្លើយជូនអង្គសាវនាការកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់
នៅកាយវិការមួយដែលលោកវ៉ាន់រិតបានធ្វើចំពោះលោកខៀវសំផនគឺលោកវ៉ាន់រិតដើរពីក្រោយលោកខៀវសំផនហើយដើរអោនក្បាលតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលលោកជាអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកមែនទេ Mà nó cứ chỉ riêng bất rồi đa ôn chỉ là hốt như thế mà thì cái lúc khi dùng hồn mà Lúc bất thiến khi mà xong anh ở nhà tôi sẽ xây ai bằng hai cái việc ca để lúc văn rất đa bị cái lúc khi dùng hồn ôn bạc tạ đòi rồi biệm dạng mạch bàn đến lúc khi dùng hồn nhà សំណើរបស់លោកមេធាវីជាតិកាលពីក្រោយលោកខៀវសំផនចុងក្រោយនេះមិនសមស្របទេអញ្ចឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាក់សៃធ្វើដូច្នេះទេបាទសូមអរគុណលោកសាក់សៃលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការដែលលោកវ៉ាន់រិតដើរពីក្រោយលោកខៀវសំផនហើយឲ្យនោះ Ông không lẽ cái đại dạng bệnh đấy, lúc anh riêng bỏ bàn thế. Mà xong một cuốn, xong một chiều một thêm. Ông nói về mình chỉ cả nghe về như thế, vừa dừng gì tới thà. Nóng nây cơ rốt cả tiếp hay là khuôn. Mà trong xong lại đã khơi vào này. បាទសូមអរគុណតើលោកអាចមើលពីដឹងថាលោកវ៉ាន់រិតមានអាយុប្រមាណដែរដោយសារលោកវ៉ាន់រិតជាអ្នកធ្វើការជាមួយលោកជាមេរបស់លោកផ្ទាល់ Sman trời bờ này cả bản Sman pháp hai chị ayu hà phai á mà tăng mưa miệt cất tiệp hay miệt riêng cả ai đấy mà không chung này bà sư mô cún cho bà priệp thiệp lục văn rất nâng lục khiêu sầm phón tam mùi na cha chiến tam đại lục bàn khơi to chấm bùa rụp riêng quạt tiếng pi nữa mà xong một cuốn lúc khi xong phốn riêng đang cố khô chiếm tại bởi vì ví dụ với phạm hải về chế bóng của bọn tay tui chứ tạm dùng bản xe mà này anh em ai trời thế của đằng và xong lâu bật chạy ở chế bán nhạc nát bọn bản tịch mình tui và xong chia sẻ lúc khi xong phân phát hai chế bong mà chân nằm rít của phía chân nằm mà nấy cao bán xe mát mà nó ai trời bà xong ổ cún ở lúc khi ông tự lọc tôi hình dây bị chết bởi đài ការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាលោកបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកខៀវសំផននៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1979
ដល់សក្ខីកម្មតេតតងនឹងចំណុចនេះជូនអង្គជំនុំជម្រះទេបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបន្ថែមគឺថាបានវិជិត្រជូនដោយបានលើកឡើងពីម្សិលហ្នឹងគឺថាបានទៅចូលរួមជាមែនអំពីការអប់រំសព្វផ្សាយរបស់កិត្តថាអញ្ចឹងចុះហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីម្សិលមិញបាទ បាទសូមអរគុណសូមលោកជួយបញ្ជាក់អំពីទីកន្លែងដែលលោកបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកខៀវសំផនបានទេកន្លែងដែលប្រជុំដោយចាំសូវបានច្បាស់សូមមក Klein Bray Gay Lai chứ mình đang nhóm lại ở chỗ bán nhà trong hoạt động này được play chán dù đấy lúc chăm tha nâng mong của mang tới nửa pil để chụp nữa ពេលដែលប្រជុំនោះມັນបានចាំទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាហើយជាពីព្រឹកប៉ុន្តែនឹងជាម៉ោងប៉ុន្មានចាំអត់បានច្បាស់បាទបាទតាមខ្ញុំស្ដាប់ឮអ្វីដែលលោកបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺប្រជុំនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែលោកមិនចាំម៉ោងច្បាស់ទេតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ mà thêm trai đó buộc nhom ai chăm bàn thì còn màu mà và prắc prắc á mình đang dịch ngay phần nào buộc lúc anh mình chạy pi để dẹp pi này ca bị chôm đang bàn thế chắp pi mong ai để dẹp pi bao man mong đấy bờ xin chỉ lúc mình chăm mong chắp đang bật bật con hai chia dựa pi mà mong cả là hai thế bạn bay kia và tao cả bạn smart mình chạm và cọt thế và còn ở dù đấy bà sống ở cún lúc lọ ba mình chạy tha miên nẹp xên tiệt cho rùm tràn bị ong gặp hiệp xên xên tại lúc anh mình chạy khi chùm nuôn nhẹ đại châu rùm nâng tha miên bảo mán nhẹ thế tam ca bàn xe màn đại lô ách bảo mán mơ khơi nhé nâng bên nó mà xô mà cún xô mà chợ thay khi mình bàn rợp thế tại chùm nuôn chơi ra đấy và mô bị cái xung xê mình ta xung vấn đề chứ cam mà cái lại anh thế xuống đất chung xuống nạp xe xe nó mô kì mô chô rùm tăng ọc như thế cứ anh ta nó chẳng lẽ hay chìa chô bè rồi đó nhưng mình bàn rợp này mà rợp cô vi ọt đầm thế của anh mình tự như thế và mình ai cho bạc chứ còn này có chẳng lẽ mà mình buồn lòng như thế bà xe mô cún lúc ai bình chạy bì sẵn than tì tăng để lúc bà chôm nó bàn thế lúc mình chăm tì tăng bật bà gọt thế tại lúc ai chăm chìa sẵn than bò ạ kia chìa chỉnh chàng rưu đồng bố chìa trung tri để ai phụ ấy lúc nơi chăm bàn thế miền sẵn than bạc mạch đấy cả lành tì tăng bà chôm nó sau mà chia sẻ mình ai chăm bàn ấy dù ở trong lịch lịch á
បាទសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកទៅដឹកនាំប្រជុំនៅពេលនោះមានអ្នកណាផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកខៀវសំផនទេនៅពេលហ្នឹង Thế, bây giờ tâm đang tâm khuyên tới cực mà nữa này thế, mình miền nợ xây đi, và miền tới lúc khi xung phòn mà nữa này. Bà, xin mời cún. Bây giờ lúc tới, lúc khi xung phòn tới đó, ta lúc khi xung phòn gọt bàn, như vậy ở với chạp đàm bị ở với nơi bây giờ bạc cạp ra chung đồng bốn, lúc chăm thế. Và xong một cuốn xong một chiếc thêm người ta pin lúc như mình ban rìa rập một trăm ban off group kia đấy tại cơ này vô đăng chấm nói chấm khăn khán kết ban lướt thả ai mình anh từng off kia từ lớp từ bính trời chích lên là than tôi học bay yon hoa hà mà đấy căng từ lượn nơi mà đông mà đấy sát khang mốc à đây rất sập kia đi có đói người ta dương trời tại to tăng chưa đại khát tập nói thế nhưng trăm ba tập nói thế mà trong số mọi lúc bệnh chạy thật ta khâm xa đại lục khi dùng phòn đại lục tha lục khi dùng phòn thì dây nửa bên nút chỉ ca đầm bay triêm nơi to tăng nơi phân bình to thì tiết rư mối co chia po đầm miên đầm bay oi triềm bọt luôn thoi tranh pi phun bính sông lục bên chợ mà sông bên chợ thêm tha lệ ra oi triềm chỉ liên tha nên mình đang chỉ bàn oi tụt tuột liếc nhom mình đang đá pro cam co trên lý sáng và cơn thảo trìm để khả năng chích lên thàn của mọi ruột tại vì mình chỉ sẽ thàn ở phía nhà mấy thay đổi chết người ta trong bài chọc trên một vĩnh cư trên rung khía ta mình chỉ phơi nà để dự ngờ khía tăng ọc nhìn này và cơn lực làng giang đôi chó giá bàn này tha sừng kriêm ai ca to gì đó lục chạm bàn thế tha nhận nạc lá pi ông của phe bảo lục đại bàn từ châu ruộng và chùm nó về đúng à trong chùm nó nick chùm chạm mặt bàn ông thế tại cà rôm rôm nơi chùm mũi kia có mình cơ kia ông đấy à lời như vậy tới gì lấy ông mình nuốt trào đó à bên nơi chúng rốt như từng đo từng ngày anh một pia tới đo bay du chứ bật từng cửa như ông thì chồng chạm mặt bạn ông tới như chạm này bà sông ở cún ta lúc nơi pê đại lúc từ châu rôm bịch chốn mà miên ca bị phịa xa khnì ông Pi Ca vay chul mặc đo rồi bỏ con tàu Việt Nam nó bên ưu thế. Bà chưa có tàu Pi Nô Mô coi Pi Ca bị chung rồi phật luôn ba mặt ngay đó mặt ngay chỉ bằng mũi cái ta ca với tờ lộc Snow gom plung bì gang gà nè bì chè lưu so cup mô grum grum genom nong. Và hai gà chân lưu chân. Smile lưng yết hai chân mong pram ku kumara kumara chè mô poon tam a play to the poon nghe trượt mô tung mê chê yung mì đam hoa lợi kim gót kêu lê vô ở chăm lê. Phần thái rốt chuộc nha mong bàn thái sơ kama phiếm nè. Ku ai prai pru mê pet đôi gà lược lại chè mê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
ការប្រែប្រួលនោះកាលពីថ្ងៃ5ដែលប្រជុំថាបើយន្តហោះទៅលើកក្របបែកក៏ដោយឲ្យជីកលេនឋានដើម្បីការពារអញ្ចឹងលោះបានដំណងៃព្រឹកឡើងគឺមានសភាពការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហ្មងមនុស្សរត់បន្តិចបន្តួចបាទអានេះឯងជាសភាពការប្រែប្រួលបាទសមអរគុណតែពេលនោះមានយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកដែរទេនៅទីក្រុងភ្នំពេញ Rừng dân cho, dừng nhóm cầm mình bàn thế. Tại cơn thả bí đề bật lạng, mong bẩm bẩm. Cứ ai cho rốt mà nó. Rốt chân vì chỉ cần mà. Tại phụ nhìn tổng, chá. Mình tên lâu tầng miền chế phụ vật chú phóng. Vì thả cực lương thơm, rồi bỏ. Còn theo Việt Nam. Hoàng châu trong cái đạp sát mây, lưu sâu. Xanh hơi gì mà. Put nằm hết kịch tập đi rốt dồn mà bột khảo bột ác nó kỳ đó kỳ ai nơi ai nó bà sư mô cún chắc ngay thì pram về đời lộ của chùm nó miền lưu cọp cầm phương thông thuyện nơi cả lại nào đấy thế mà tôi phải tôm alo lưu xô đấy, tại vì lưu xô là vui, rồi thà cái thà nó lớn khi ông đây tầm cưa nó lớn quá, và cái thà mà khang tới lý, đó dục thì cho về trẻ lưu xô chết lang như mọi nữa. Và bà xâm ổ cún lục xâm háo khi nhóm ổ xâm nụ hỏi, lục thiết khi nhóm ổ xâm nụ xâm ổ cún. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Témoin, je suis Arthur Verken, un des avocats internationaux de M. Sampan. Je serai assez bref sur mes questions. Et pour commencer, je voudrais continuer sur cette réunion à laquelle vous dites avoir assisté avant l'arrivée des Vietnamiens et au cours de laquelle M. Khieu Sampan aurait délivré un message. Et je voudrais être certain de bien vous comprendre. Vous dites que lors de cette réunion, M. Khieu Sampan demandait que l'on résiste en quelque sorte, que l'on creuse des tranchées pour résister à l'arrivée des Vietnamiens, c'est bien cela? Alors, il s'agissait de creuser des tranchées à l'endroit où vous vous trouviez, aux alentours de Phnom Penh, c'est ça? Je suis allé à la maison. Donc si je comprends ce que vous dites à l'instant, le but c'était de vous protéger. Est-ce qu'il y avait autre chose? D'accord, donc
pouvez me contredire si ça n'est pas le cas. Si je comprends bien, il s'agissait surtout de sauver des vies et pas tellement de contre-attaquer face aux Vietnamiens. C'est exact. บ่านิยายนูมันนังสิประชังมันประชังเด้บ่ครั้นถ้าเอาจิตเลนทานสําหรับชรุในกาเปียกรอบรุมเซยหรือก็ตะเลือกกระใบแห่งบ่าคนประชังเอ้ยบ่กรรมกรมีอาวุธนี่นะอดจังได้หรือจบังสายเอาให้ Je vous remercie. Est-ce que dans les propos qu'a tenus M. Khieu Samphan à ce moment-là, et si vous vous en souvenez, est-ce qu'il a, il a conseillé aussi à certaines personnes de quitter la ville temporairement ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit ? De fuir en quelque sorte ? อดมีปรามทาวจะเจิญเด้ปนาอันนี้รถเจิญนี้ตามเหตุผลเจอสดายประกลางថ្ងៃ7คือดังทาวิทายูนโจลหม่องคือนําให้รถปราสยุทธอายุเรียงคลูนหม่องบ่าอันนี้ดังอบนอ้ายพวกนั้นมันการกรมดอลให้เนาะมีหน่อยต่อตั้งอํารวจ Je crois que quand vous avez été entendu par les enquêteurs de DICICAM, c'est d'ailleurs le seul moment où vous aviez parlé de cet événement, vous aviez dit qu'à votre connaissance, les autres dirigeants avaient déjà quitté Phnom Penh ce jour-là. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ou c'est quelque chose que vous avez oublié? En 2003, vous avez été entendu par des personnes qui sont venues vous interroger pour DICICAM. Et à ce moment-là, vous aviez parlé du fait que le jour, la veille de l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, lorsque vous aviez assisté à cette réunion, où M. Khieu Samphan était intervenu, vous saviez que tout le monde était déjà parti. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de ça? Il y a eu des références, mon cher confrère. Alors il s'agit donc de la cote 19.177. Et les références ERN françaises sont et en Khmer 00055252. Sur la version. Alors j'ai dit français, excusez-moi, il n'y a pas de version française. Pardon, c'est la version anglaise, puisqu'il n'y a pas de version française de ce document, et c'est à la page 38 sur 48. Le document d'ICICAM qui est un peu mélangé d'ailleurs, il est classé d'une manière un peu bizarre, mais c'est la page 38 sur 48 les ERN que j'ai donné. Et vous dites... Seul Khieu Samphan est resté dans le pays. Et vous ajoutiez même Khieu Samphan est seulement parti après que les Vietnamiens soient arrivés.
Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez vous en parler? Et il vous a demandé de creuser des tranchées pour vous protéger, c'est bien ça? J'ai deux autres sujets à évoquer avec vous, je pense que ce sera assez bref. Le premier porte sur vos deux dépositions successives auprès des enquêteurs qui avaient été délégués auprès de vous en 2008 par les co-juges d'instruction. Et j'ai noté à propos de l'arrestation du camarade Ta, quelque chose sur lequel je voudrais que vous réagissiez. Donc il s'agit de votre premier entretien avec les enquêteurs délégués par les juges d'instruction à la cote E3, barre de fraction 472. C'est une audition du 5 mars 2008. C'est en page 4 de la version française. Et vous parlez de cette arrestation. Vous dites la chose suivante. Vous dites les personnes chargées de l'arrestation étaient au nombre de 4, venues dans une voiture dont la plaque d'immatriculation rouge était trop petite à voir. Alors j'ai fin de la citation. J'ai demandé qu'on lise la version Khmer également de cette déclaration, ce qui correspond à cette phrase en français. Donc, dans la mesure où ensuite vous avez donné des informations sur ce qui avait été décrit sur cette plaque dans votre deuxième audition, plus tard, auprès des enquêteurs, et puis ici, à cette barre, je voudrais que vous nous expliquiez cette contradiction apparente. La première fois, vous dites que la plaque d'immatriculation était trop petite pour qu'on puisse la lire, et puis ensuite, vous dites qu'il y avait écrit quelque chose dessus que vous avez pu lire. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction apparente? Très bien. Et puis, dernière question que je voulais vous poser, qui porte sur les informations que vous aviez mentionnées dans votre biographie révolutionnaire, qui porte la cote 19.177. Et je voudrais parler de la dernière page. Donc, ERN en français 008-13-951 et en Khmer 00-053-664. Il n'y a pas de version en anglais. Et là, vous indiquez la chose suivante, vous dites « mon cinquième
frère aîné, s'est engagé dans l'armée vietnamienne en 1970. Cependant, en 1971, il a quitté l'armée vietnamienne et est rentré. Le 1er janvier 1974, il est rentré dans la Révolution et dans l'armée révolutionnaire en même temps. Fin de la citation. Je voudrais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi votre frère a quitté l'armée vietnamienne? Bắt tay cất mùi tay con tay ngon đó đôi chị ta đôi chăm xem đó bong nhóm trời mất đó pít ngay trong một bọc nhóm trời đạch cho slap nóng ngay nuôi tầm đó cô cất hát miên thư ấy tỏ thì thế chọc tầm đó mình như vậy hay khó chưa. Alors, si je comprends bien votre réponse, ce que vous dites, c'est que votre frère est rentré au Cambodge, enfin non, plutôt, est rentré à la, dans votre région d'origine après la mort de votre père, parce qu'il n'avait pas assisté, n'avait pas pu assister à ces dernières instances. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire, monsieur? Mà xong ta đã bỏ chúa người ta bị cơ tư ở hồi dựa bị dù hai và tại cả nó nó bốc nhóm chư thuần dựa bị đồng bất thay thế còn mình nợ chư rằm rầy thế bốc nhóm dễ về đôi chạy đòn lẽ ngay đại cơ tư từ lớp chạy trên bị tượp một vinh rột một đọc chưa. Cái thà vì liệt ngay trong này anh bàn một đòi chụp chung kia nó bốc nhóm trời xuống lạp như mà anh cứ đào bàn chứ này hồi nguyên tỷ hai cô cất chụp thư tượp chẳng lọc. J'ai compris. Je vous remercie, monsieur, pour vos réponses. Merci. បាទអរគុណចៅក្រុមមេវិការពីក្រីលោកនុនជាតើមានសំណួរដែលតើសួរសាក់សៃរូបនេះទេហើយបើត្រូវសួរតើចំណាយពេលវេលាប្រហែលប្រមាណដែរក្នុងការសួរ This president I think we only have 5 minutes យើងសល់ពេលតែ5នាទីទេ Maybe a good idea if I pass now and we ខ្ញុំសួរហើយអាចនឹងសួរឥឡូវអាចនឹងក្រោយមកគឺបន្តជាមិនបាទ Thank you.Good afternoon, Mr. Witness. Some awkward interview looks at say, Chamian Samu, which Mun Toite. Yesterday, you were asked about events around April 1975. Of the insurgent forces selected former Lonol soldiers or officials from the crowd which was evacuated from Phnom Penh. And your answer was that you haven't heard of such a thing, but that you haven't seen such a thing. My question to you is, have you
In a later stage, heard but about Lom Nol officials or soldiers being selected from the people that were moved from Phnom Penh. Strong chain you call chat dot your chain pi cromano, the chain pi plum ping diarite. Ma, from a con. Fium ban chum rip rap on chum nom jure hata. Ka dot chain lo light, the chip were up saying, at him civil, you know, saying, Anoku, fium men man dante, grad dung ta. Khi ban chuẩn đi phải chỉ chốn trên vị trí cống cứ khơi chưa vào tàu tàu bên mềm rồi ngày hôm đó going back in time xâm lược ở lâu dương từ lọc từ cõi biển tam kỳ rồi lìa dân mệnh lục ban dây thả lục ban cho rúm cái nông sâm mò phum chim muỳ con tọp lồn nón cha bị nằm phòng bờ rồi chật sập muỳ chật sập pí đo chật sập bay chật sập buồn tá ông cấp phía bên bắc lục ban vì bờ hà nơi nông đào vì bờ hà nước lọp ban chập luôn rư co chập thì hiên chập con tọp phụ lồn nón ban đại rư thế về đại kiêm rồi nơi chung vui nâng còn về đấy cái lòng tới con cá tọp tọp như nó người ta cái lòng còn về đấy mọi những sống cứ nhiên cá chập luôn bàn mùi pi đây nâng khai của vong thông nó nơi lưới còn về đấy thế tại trong này sống cứ ổn thế mình bàn chập tại gần đây bàn khơi thì chạp của quân áo và thiên về đại sân à tội. Do you remember what happened to them once they were arrested? Lúc nơi chạm thế ta kì dọc thiên luôn nói là cái chạp luôn bà nâng dọc tôi thừa vậy rồi có cái đọc rải mạch. Trong đó, cái thà chúng tôi phải nhà tớ của quân áo mì rồi hai mình đăng kỳ phải chung được hàng ná dường theo mình bàn khơi nhưng mình bàn đằng in the time that you were a soldier of the revolutionary forces have you ever witnessed have you ever seen executions of Lon Nol soldiers or officials ke samlap puok mantrai ru ko tahin Lon Nol dai ru te ba khnyom mon ban khuen te a trong ka doy tha samlap do chap ban mok tuol dai tae kern a khnom ka chbang banh te vinh te mo no vì khơi sập cõi mồ để thả nhưng từ vô xa sâu bên dưới cứ miền sập mình thả khả năng khả này thì còn là cái này chưa ra nâng tết Is it your testimony that the only dead Lon Nol soldiers that you have seen the casualties from battle? Man. Ma, khơi trong ca phải dứt kia từ mình từ mau thế để làm. Mình bạn khơi từ lử chập tròn như từ vậy nó ăn bạn khơi từ thì ở đường chợ. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Mệt vì xâm ọc con lục xạ xây xâm ọc con lục thiến trong mình chọc cả xua xâm nốt bọc nhau mà. Bà ọc con hay ông đã xong cho việc chùn phía kinh xa tiên đại chôn tha cách phía xa đánh đào lừ phát tàng ra tạo cái cảm xạ xây rủ ní từ đó phía là tầm rạ hơi đầy lấy cỏi phía là tầm rạ ní ông nhầm ra nâng có to từ cách chung một điểm chọn sản là cá được mấy cái phương một toàn chọn những nơi trong màu một ngày ní cứ ông nhận ra là người một tòa phương cách chung một điểm chọn sản là cá mình chọn đối với ông nhận ra mình chỉ việc chun việc kia là thật hiện chun cả vì được mình lúc sớm háo cá là cái cam bật lúa nó đọc về ní mình chọn hơi hay quan tâm nhất là bật lúa nơi
ông chủ đẹp bị sầm ảnh không tala ca Campuchia nít đây miền phía chạm mặt chết hơi ông chủ đẹp xôm ốc cun chủ bút lục tại bàn đẹp ông pin lục biển liệt ở miền đầm lấy một chỗ rùm đo tại cây cắm ở đây chủ phu mộc ông chủ nhà địa pin pin ngay cả lô một nít đòi phía ông thâm mất phật không trăng trai ông pin là tập phía nâng sầm mặt tập phía bậc luôn hay sắc cây cắm ở lô nâng hai rùm về phía cái tiên không ca thay đo ca bất nâng được cái này đi hay lục sầm háo sầm lục ở miền sọc phía lõ chụp trên tầm bằng lõ ไอ้ตัวตัวบ้านในสกเรย์ซอกสกเรย์จำรานในขนมกระชากที่วัดตะบกโลกไอ้โลกวัดตะลับตัววิ่งประกอบได้จะปัตตะเพียบป้าให้สันนักการนี่เราไปทำรายให้ให้องค์แม่ประกาศอ่ะหรือการสันนักการหรือพอตังสำหรับปีนี้ตรมนี้ไอ้สันนักการหรือแต่บรรทออทื่อในทุกไงชั้นที่ดับเบิลใครมันจะได้ชนะพิพากษาไปเย็ดจับได้มีมอประมวลปรึกไอ้ทุกไงสันนักการในทุกไงชั้นองค์ยมเรศนั่งทัวร์สำนักการสำหรับกิจกรรมสัตว์ไซเดมิทัศนิมทีซีได้ไปยุไปเลยไปถัดบุญส่งเพื่อกินในเรื่องกระไดบุกเลิกกองพุ่ยกองโตรไปจำนาการสำนักการบอกองค์ยมเรศนั่งสาธิตจนเกลียบมุนส่งเจอไหม Oui, Monsieur le Président, merci. Juste pour vous indiquer que Monsieur Santor demande l'autorisation de pouvoir rentrer dans sa cellule, puisque la suite de l'audience sera consacrée à la mise en état. มันตรีรัฐบาลตลาดการรวมบุญจมวยหนึ่งมันตรีในองค์พิพากษาสัตย์หนึ่งในจำนี้น้องกาจุนลูกสำเภาบัลตลับแต่การกดดันได้ก่อนมีบำรุงจังเต้หรือกลุ่มเนื้อทานอุปกรณ์วิญญาณให้ให้ลูกมอมฤทธิ์ได้จมีทวีปศาสตร์ก็อาจจะใช้หนึ่งบัลตลับตัววิญญาณได้ให้องค์พิพากษาไปมันอันเรื่องที่คงแข็งนอมครุ่นจนจบเจ้าตั้งปีรูปคือลูกคือสำเภาหนึ่งลูกนุ่นเชี่ยตลับแต่การปฏิคงแข็งในอุปกรณ์เป็นเจ้าไอ้นางบุกอบไอ้นองกลุ่นบุกกดเรามาจูรวมสามนาคาในวิ่งในทางไอ้จันตีดอมเปิลใครมีตัวนายชนะปีปอนระบายบันมุนมองตำบลปรึกให้ได้ไล่ลูกนวลเชี่ยบุกอบไอ้นองกลุ่นมันเดินตามบรรทุกคุมกลุ่นขังกร้อมได้เรียบจำเลยเอาสตู้สำหรับกดไอ้จูรวมหนึ่งตามนานกันจำนาคาสามนาคาปีจังไงเอาอย่างไรเขากัดสำระดับปรามิตีเราดำมองใบปรามิตีส่งมาจึงจะวิ่งดำไปบนโต๊ะการเรียบจอมการประชุมเรียบจอมสามนาคาสมรจกสมเจนครับชอ